chán đồ đắt đỏ giá tỷ đồng, dàn sao hoa ngữ đua nhau diện hàng tao bao đi thảm đỏ. Angelababy đeo cây châm tóc chưa tới 100.000 đồng. Cúc Tịnh Y diện váy xấp xỉ 1 triệu. Có người còn đeo cài áo giá 34.000 ngàn. Khi nhắc đến dàn sao hoa ngữ, đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay đến những tạo hình lộng lẫy, món trang sức có giá lên đến hàng tỷ đồng nhỉ. Ấy vậy mà có không ít ngôi sao lại đi ngược với đám đông, diện đồ tao bao có giá vài trăm ngàn mà thôi. Và họ đã dùng thần thái cùng vẻ sang chảnh của mình để chứng minh rằng người không đẹp vì lụa mà lụa đẹp nhờ người. Dương Siêu Việt. Thời còn hoạt động với vai trò là thành viên của nhóm Rocket Girl, Dương Siêu Việt cũng từng vấp phải nhiều tranh luận trái chiều vì diện đồ bèo lên thảm đỏ đó. Theo dân tình tìm hiểu thì bộ váy Zinco diện có giá khoảng 1 triệu đồng mà thôi, được bán khắp sàn thương mại điện tử. Mặc fan và anti của Dương Siêu Việt đấu khẩu kịch liệt, khán giả nữ đổ xô nhau đi mua bộ váy y chang để có được chip moment với người nổi tiếng đó. Diệp Thiến Văn. Diệp Thiến Văn được ca tụng là thiên hậu Hồng Kông, từng khuấy đảo làng nhạc hoa ngữ suốt thời gian dài đó. Kín tiếng thế thôi chứ ai cũng biết Diệp Thiến Văn là phú bà đích thực, tài sản hàng nghìn tỷ đồng, tiền bạc dư giả, nhưng nữ danh ca này lại chẳng mặn mà với việc hưởng thụ, sống cực kỳ giản dị và tiết kiệm. Không ít người đã phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi phát hiện ra Diệp Thiến Văn đeo một chiếc bông tai có giá 42.000 đồng. Món đồ trang sức là quà tặng của một người bạn và được Diệp Thiến Văn thích đến mức đeo đi dự thảm đỏ lẫn sự kiện trong suốt 4 tháng trời đó. Cúc Tịnh Y. Cứ mỗi lần đi sự kiện, Cúc Tịnh Y lại có một cách chiếm spotlight riêng. Như năm 2020, cô từng gây xôn xao khi xuất hiện trong một sự kiện do Tencent tổ chức. Vừa lộ diện, bộ váy đen trẻ trung năng động mà Cúc Tịnh Y diện trên người đã khiến khán giả nữ dậy sóng, săn lùng nhiệt tình đó. Cũng vì thế mà người ta phát hiện ra, giá của nó còn chưa tới 1 triệu đồng nữa, con số cực kỳ bình dân. Vấn đề là bộ váy của Cúc Tịnh Y có thiết kế na ná với trang phục của một thương hiệu cao cấp quốc tế. Việc này làm dấy lên tin đồn mỹ nhân 4.000 năm diện đồ pha kẻ nữa cơ. Phó Tinh. Nữ thần tượng Phó Tinh là một tín đồ của hàng tao bao đó. Cô rất thích chọn những bộ trang phục có giá cả phải chăng, như thế thì dù chỉ diện một lần thôi cũng đỡ xót ruột. Có một lần, cô nàng gây xôn xao khi diện hẳn bộ váy vài trăm ngàn lên sân khấu biểu diễn nữa cơ. Vấn đề là chẳng ai nhận ra giá trị thật của bộ váy cho đến khi vô tình phát hiện trên sàn điện tử. Trương Tụng Văn. Nhiều người bắt đầu biết đến Trương Tụng Văn khi anh bạo lên từ đầu năm 2022 với Cuồng Phong. Dựa vào tài nhập vai xuất sắc, nam diễn viên này bắt đầu được săn đón nhiều hơn, thường xuyên tham gia các sự kiện lớn và được o bế nhiệt tình đó. Dù vậy, danh tiếng vẫn chẳng quá ảnh hưởng đến tính cách của Trương Tụng Văn, anh vẫn giữ được sự giản dị và tiết kiệm. Bằng chứng là khi đi thảm đỏ với Trương Tử Di, Trương Tụng Văn đã đeo một chiếc châm cài áo giá khoảng 34.000 đồng mà thôi. Angelababy. Trước khi bị cấm cửa khỏi Cbiz, Angelababy vẫn luôn là con cưng của các nhãn hàng quốc tế, toàn diện váy và đồ trang sức có giá hàng tỷ đồng thôi. Ấy vậy, khi tham gia thảm đỏ hoa biểu 2023, Angelababy lại cài tóc bằng một chiếc châm nhựa có giá chưa tới 100.000 đồng. Điều đáng nói hơn là chiếc châm này chẳng hề bị lạc quẻ với bộ trang sức hàng chục tỷ đồng hay bộ váy may đo cao cấp của cô. Nhờ thế mà nó thành tâm điểm chú ý của công chúng và được săn đón đến mức cháy hàng suốt nhiều ngày liền đó.